Đây, hello, xin chào cả nhà nha. Buổi sáng vui vẻ. Trên tay mình hiện tại đang cầm một ổ bánh mì và một cặp bơ và một cái con câu trúc huyền thoại. Bữa nay đi kiếm đồ ăn. Để mình ra ngoài gốc mận ngoài nè. Hey, chỗ này cho nó mát. Đi sáng cá nó hay ụt nhiều lắm. Mận nó rụng nhiều nè, cá lại nó ăn với ốc á. Câu đây đi, này mình câu bằng một bánh mì đó, là ốc kìa, các bạn thấy ốc mèo. Trời ơi, mì đó mì cũ à, mua đâu được hai bữa rồi đó, cốp 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 luôn, trời ơi, bể đầu à, cứng rồi nè, mì đặc ruột đó nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái bánh mì này với bơ nè, mình trộn chung nó lại, cái mình sẽ câu cá ăn buổi sáng. Đây là một cục mồi bự chà bá, là mẹ nói cục này hỏng nào mà ăn nổi. Ổ bánh mì mà mình mua về cái để trong bọc á, bục kín lại, quên đem ra ngoài cái nó bị cứng quá, nó bị nát, mình hay làm cục bự vậy chút, chứ thôi cục làm cái ổ bánh mì mềm á mới dễ. Cái mình quết bơ vô đây nè, thơm, mình phải làm cho nó nén cho chặt nha, nó mới không có bị gã. Ổ nục quá xá luôn, mạng cầu mình hơi ngắn, ngay chỗ cái nhâm 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 đó là ổ của cái bầy mầm gồng, cái lóc con đổi chỗ ngồi đó, nó bị phức cái mận quăng không được qua đây, hy vọng là có chỗ mới, hy vọng là nó sang. Cầm cái này mỏi tay quá, cầm hết cần câu luôn á. Ôi quằn câu luôn. Ôi dám chút gớt à. Em vô có mồi ăn rồi, cái đồ ăn cơm rồi, con này nó phải tầm chừng ký à, thẳng tay luôn. Rồi cái buổi nào ăn nguyên cọng luôn đó. Để mình tỉa bên đây thêm gốc nữa. Thường thường mình ăn vậy á, nếu mà mình ăn lá thì mình sẽ cắt ngang, còn nếu mà mình ăn nguyên cọng thì mình sẽ sắn về nè, nó sẽ nhảy ra tiếp. Giống như cái này hôm bữa mình cắt ngang ngang lá nè, cái hôm nay nó ra nữa nè, mấy cái cọng ngã thì cắt nó đi. Mấy cái đen gì là mình giải phân hữu cơ ra, phân hạt nó giúp hạ phèn, kích thích rễ này nọ luôn. Phần này thử có cái nó hơi hôi xíu, mình nó dạng dạng nó hột á, như là thức ăn vậy đó, cái mình tưới nước cái là bắt đầu nó gã ra, cái nó hơi hôi xíu hả. Này đem vô câu xong cá nó hơi nắng lên, để mình đem vô cái này cho mẹ mình coi cá, mình thấy ra mình thấy gao. Như đủ không mà dư sức hả? Nhiều rồi. Thôi nhiều luôn cho nó thơm. Đây cá mần xong rồi, đây mày có lấy chỉ ra không? Có chứ, chừng quên đó nha. Chẳng như ngọc trinh luôn, cá này nãy quên, chắc cũng ra cái ký luôn, hơn ký. Ký hơn ký à. Rồi xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ đi đâm gốc hành, xong rồi mình ướp cá. Ba cái gốc hành gì ớt á là ướp vô kho là thơm phức luôn. Cái ướp cá xong cái mình sẽ đi hái rau. Hái rau vô mình rửa xong, trong khi đó là cá chín này. Thì để mình hái rau vô trước, cái nắng này nó héo, nó không có tươi. Rồi vô viên không? Đang quay lại đưa cái đít vô à. Cá nhìn ngon hết sức.
Hôm trước có nhiều bạn hỏi sao lại đi ăn cái mang cá. Cái mang cá thì mình làm sạch á, mình trụng nước sôi cái mình sẽ dùng cái cạo trắng tươi vậy. Cái bùi nhùi vậy. Mình cạo trắng tươi không còn máu, nó sẽ không tanh nữa. Cá sạch mình mới ăn được. Cá mẹ mặn trắng tươi không? Nào đem lên ướp. Con cá này trong cái hồ cho nên thịt nó hơi vàng. Còn nếu mà cái mỡ vàng, cái mỡ trắng và cái thịt nó trắng là thường thường ta nuôi bè. Cũng như từ thiện. Thầy hỏi bữa nay tới rồi có đi. Có đi cúng không? Nay ngày gì mà cúng mà? Hả? Tiết Thanh Minh hả? Nay Thanh Minh. Đúng rồi, nay Thanh Minh. Rồi bắt đầu ướp cá. Nay 23, 24. Lấy miếng đường. Ủa mà nay mày có cá để đường này. Nhiều người nói quá để miếng. Đâu tùy tùy khẩu vị của mình thôi chứ mình thích ăn thì mình ăn chứ. Thôi. Người ta khẩu vị của người ta, thích ăn ngọt người ta để sao sao làm theo người ta được. Mẹ làm để một chút xíu một muỗng bột ngọt vậy rồi là xong đó. Một là một nồi cá là vừa ăn luôn. Cá mình cá tươi mà nó ngọt sẵn rồi. Ngọt ha. Câu lên cái ăn liền. Mấy gì ở dưới đồ cô Út con đồ cô Năm đồ vậy khỏi có đi để đường không à. Mẹ ơi bột ngọt. Cái này là mình kho lạc cho nên mình sẽ để một xíu nước mắm à. Như đây dừng 3 muỗng. 3 muỗng nước mắm rồi cái mình sẽ để nước để vô thêm. Nước vô rồi kho từ từ cho thấm. Thấm à. Này là mẹ mình nhắm đó. Nhắm mắt đầy đại. Rồi. Này là hơn 3 muỗng rồi đó. 3-4 muỗng mới được. Chứ kho lạc vậy được rồi. Đó vậy đó là để nước vô. Còn kho khô thì mình sẽ cho nhiều nước mắm hơn chút nhưng cho sẽ ít nước lại. Thì hai cái nó khác nhau vậy. Rồi để nước vô rồi kho để dặn kho từ từ nó mới thấm. Rồi trong khi đó thì mình sẽ thấy rau vô cái mình rồi. Rửa rồi xong là xong. Xong xuôi. Xong. Ăn đơn giản mà nó nhanh. Hôm nay mới cái chậu 10 giờ mình nó ra bông nè. Như vậy nó chưa tốt lắm. Chậu này ngũ sắc luôn nè. Màu trắng hôm nay nó không nở. Với màu hồng. Hồng kia nó không nở, mà màu cam á. Còn nở màu đỏ, màu hồng đó. Này với màu hồng lợt. Màu hồng kính sen. Còn màu trắng và màu cam kia không nở. Đây bên đây có màu trắng nè. Bên đây là một chậu màu trắng riêng của nó luôn. Bên đây là một chậu màu này riêng luôn. Còn bên đây một chậu màu này riêng. Cái này cũng nở hết. Đây cũng chậu ngũ sắc nè. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mấy cái bông này, mấy bông này cọng này ăn cũng được nè. Giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là một loại rau mà mình đăng lên trên mạng á, có rất là nhiều người nói, rất là nhiều tên luôn. Tên một tên thứ nhất tên cũng rất là đẹp nè, là nhất điểm hồng. Là mình thấy nó cũng giống nè, tại vì nó có một cái bông cái màu hồng vậy nè. Còn một tên nữa là người ta kêu là rau chua lẻ. Rau đó mình không biết. Cái này nè, ăn nói là để ăn lẩu nhưng mà không phải đâu, ăn lẩu nó không bằng cái ăn sống. Ăn sống nó giòn đã lắm. Rồi có người thì nói là rau tàu bay, rồi có người nói rau chân vịt. Cái này mà theo mẹ biết ăn là biết kêu gì đâu. Chỗ mình thì kêu là cải đất. Và một loại là cải trời nữa. Thì cải này thì thường thường nó mọc quang nhiều lắm. Nó cái bông nó sẽ nở ra trắng trắng vậy đó, rồi sẽ bay đi nó mọc rất là nhiều. Nhưng mà chỗ mình thì người ta hay xịt thuốc sâu, cái thuốc cỏ nó chết lắm. Cho nên bữa mình hái về ngay chỗ gì dính đó, mình hái về mình trồng. Ủa sao mày nhổ, mày kêu mày tỉa mà nhổ không mà mẹ. Vậy nè, lẳng nó ra.
hay mấy la chứ tỉa từ bụi vậy đâu có được, dù như chỗ nào dày quá thì đó từ bụi á. Có bạn nào mà biết thêm một cái tên nào nữa không hay là bao nhiêu là đủ rồi? Thường cho mình là kêu là cải đất với cái tên nhất điểm hồng, thấy tên cũng hay nè. Cái gì nhất điểm hồng đó. Còn cái cây này thì cái gì không biết, cỏ quá trời nè, lúc mà còn lá còn nhỏ nhỏ dưới nó màu tím như vậy nè. Này mình hái vô mình ăn với cá kho lạc. Này là kêu là không tốn tiền. Không tốn tiền. Không tốn tiền. Ăn rau này không hả mẹ, hay là có thêm rau nào nữa không? Không, cái này thôi đi, không ăn được. Hái lá đầu rồng. Lá đầu rồng kìa. Không ăn trái, không ăn trái, mình ăn lá. Tỉa lá đầu rồng. Đầu rồng này là ăn lá chứ không ăn trái. Không có bắt vàng, tại vì mấy cái đầu rồng này mình không ăn là nó mau già lắm, mà mình thấy nó uổng. Dễ lên lắm các bạn. Hột mà để ẩm ẩm xuống là tự nảy mầm nó lên à. Tuốt chồm tuốt dưới đất, cả tấc đất mà vẫn có lên đó. Hay lắm. Lúc trước mình trồng một vàng đó kìa. Ngay chỗ cái hàng rào đó. Các bạn có thể thấy là trái nó vẫn còn khô đó kìa. Đậu rồng thì hái bán cũng không ai mua, mà nhiều quá thì ăn không hết, một dây thôi mà ăn không hết á, phải cho thêm bằng sớm nữa. Mà cứ tận mình, tại mình trồng rất là nhiều loại rau rồi mình ăn xen kẽ chứ đâu phải là cứ ăn lần một. Đậu bắp của mình nó sắp lớn nữa kìa, chuẩn bị có đậu bắp ăn. 6 cây đậu bắp đó thì chứ ăn là mạch nghỉ luôn á. Cái này là ăn lúc cây à? Sáng không chịu hái đâu nha. Giữa trưa. Sáng lo bằng cỏ. Với phần các bạn biết sao không? Hái sáng giờ để tới giờ nó héo, nhìn nó không có ngon. Rửa đẩy vô tủ ha. Mà sáng mắc bằng cỏ. Nè, cá mình để nước như đây nè. Cho xíu thấm vô nè. Ngon lành. Mình thích kho kiểu vậy nè, cái mình ăn chanh hoặc là tứ quý vô nó thơm mà nó chút chua, cái mình chấm rau sống mình ăn. Bá cháy bùi chét. Hết sĩ con mà bảy. Kho lạc thì mình sẽ cắt cộng cho nó dài một xíu. Đó. Rồi. Cá thấm ngon lành, tắt lửa. Ăn cơm thôi. Rau này nữa là bá cháy luôn. Rửa rau, đó, cá vừa chín. Cá vừa chín xong rau cũng vừa xong luôn. Rau rửa liền cái sân nước ăn. Ngon lành không? Ngon, thơm quá ta, cái cải này thơm ghê luôn. Một cây rau có rất là nhiều loại tên. Cái cọng này mà coi nè, nó nghèo à. Nhân rụng luôn. Công nhận để một phát là ăn ngay à. Phát một là vừa ăn liền. Thiệt đó, cái đó là mẹ nó thiệt luôn á, chứ không phải nó láo đâu. Trời, hang chim cu nó thiệt luôn đúng không? Thiệt luôn á. Vừa dặn luôn. Ngon ghê hồn thiệt. Nói cái điều nó muốn nuốt miếng vô. Đây. Đây, nặng vô. Nặng nhìn trái tới quý vô. Rồi cơm xong, mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Ngon lành luôn. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào. Mà thiệt.
Ngon thiệt ha? Ngon thiệt. Chứ phải còn cái lương không? Ngon thiệt luôn á. Rồi mời cả nhà đi. Còn cá tra mà biết cái gì ăn ngon nhất không? Bụng. Bụng như cái gúng đó. Ừ. Cái không phải cái gúng mà là cái bong bóng. Bong bóng. Hồi nhỏ kêu là cái gúng. Thứ hai là cái đầu. Tới trong còn tươi đấy chưa, coi như nó thấm á. Dùng cơm rồi nghe cái mùi tứ quý ngon thơm không chịu nổi luôn. Ăn thử coi thấy vừa không? Quá đẹp 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 đẹp. Ngon. Phải không? Mình kho cá kiểu này á, cái vị của nó sẽ làm lạc lạc, không mặn. Là khi mình nặng cái quý vô nó làm không cá mình, nó không làm, nó không có bị sao ta gọi là sao? Ngán. Không ngán. Chan vô cơm á, cái vị chua chua, ăn rau vô nữa. Hết là cơm không hay nha. Mà cơm khô khô nữa nha. Nó tưởng ăn đậu gồng cũng được chứ. Cái vị của cái gao này nè các bạn. Không biết gì tả sao ta. Kiểu như nó cũng nồng nồng á. Nhưng mà không nồng lắm, không nồng bằng cái cải về để xanh đủ thứ mình trồng kìa. Và nó rất là giòn nha. Nó giòn nó cái mùi nó thanh thanh thao. Thao. Ừ. Nó sao nè, nghe cái mùi đó, nó thao thao á. Ngon lắm. Hồi đó tới giờ. Kiểu như nồng nồng á. Nè bong bóng nè. Nè ơi. Cái lá nó dày nè, phải giòn. Có nhiều người nói nó canh với thịt bằm cũng ngon nè. Có bánh xèo còn cũng ngon à. Này lúc dưới trước ở dưới bên ngoài mạng mình, ngoại mình nhiều lắm, nhưng mà sau này người ta trồng lên vườn, nó trồng nhiều ra thuốc nhiều quá nó mọc không nổi nữa. Chứ mà khi mà nó già lên á, cái bông nó bay tùm lum ra rồi nó mọc tứ lung tung luôn. Cái này với cả đất á, cả trời chứ, cái này cả đất. Ở dưới ngoại cả trời hết trơn ta, mất giống rồi còn nhưng mà ít. Còn không với mình á, không rồi đó, mất tư luôn. Tại mình chơi đốt cỏ riết á. Ừ. Còn lá đậu gồng mình thấy nó non á, mình ăn thấy nó bùi bùi. Nó ngọt ngọt. Mình cầm ăn lá. Đó, nè ăn cái ghế nè, thả xuống là ăn cái ghế liền. Nằm xuống là ăn cái ghế liền. Không sợ luôn. Ta vô rồi cắn à, à. Đây rồi. Không biết giờ hả? Ăn cái ghế liền. Ghế vô đầu liền. Ừ. Ghế vô đầu liền. Khiều hả? Khiều hả? Hả? Ok. Bây giờ không cắn cái này là vô miệng nè, chát ngầm cái miệng luôn. Cái gì cái này là gì không? Vỏ sắn á, biết không? Vỏ khi sắn á. Giỡn với mày hả? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống lẹ lên. Nằm xuống luôn. Kêu nằm xuống đứng vậy luôn à. Không nghe lời mình lệch cấp trên gì hết. Nhanh coi.
đưa cái mỏ ra cây. Ăn cái ghế liền nè. Thể này nè. Trụng tới là quýnh liền. Trụng tới là quýnh liền. Thải vô cái mỏ liền. Để cái này nè. Đó. Khiều à, khiều à. Hai. À. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai.